Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Cô xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đến với bài học tiếp theo trong chương trình Toán lớp 1. Hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng khám phá bài 24 luyện tập trung tiết 1 các con nhé. Chúng mình hãy cùng mở sách giáo khoa trang 24 và trang 25. Chúng ta sẽ cùng đến với bài tập đầu tiên. Bài tập số 1 giúp chúng ta ôn tập về số trục và số đơn vị của một số có hai chữ số đấy. Bài số 1 yêu cầu các con điền số. Chúng ta thấy phần A, phần B và phần C là 3 phần trong bài tập này. Bài tập đã đưa ra mẫu cho chúng mình. Đó là trong phần A các con nhìn thấy có bao nhiêu quả cà chua? Chúng ta nhìn thấy có 3 túi cà chua. Mỗi túi này có 10 quả cà chua đúng không nào? Và có thêm 2 quả cà chua rơi nữa. Vậy là đây chính là 32 quả cà chua. Vậy đó chính là số 32. Số 32 này sẽ gồm 30 và 2 đơn vị các con nhé. Chúng mình cùng nói lại với cô nào. 32 sẽ gồm 30 và 2 đơn vị. Tương tự như thế, các con hãy cùng quan sát vào phần B. Các con thấy phần B có bao nhiêu quả cà chua nhỉ? 10 này, 20, 30, 40 quả cà chua. Và đây sẽ là 1, 2, 3, 4 quả cà chua nữa. Vậy đó chính là số, đúng rồi, số 44 hay là số 44 đấy. Thế số 44 này gồm mấy chục và mấy đơn vị nhỉ? Rất chính xác, các con phát hiện rất đúng. Số 44 sẽ gồm 40 và 4 đơn vị. Đúng rồi. Tương tự như thế, các con hãy cùng quan sát vào phần C. Phần C, các con thấy có tất cả bao nhiêu quả cà chua? 10, 20, 30, 40, 50 và 60 quả cà chua này. Và đây là 1 quả cà chua nữa. Vậy chúng ta có 61 quả cà chua. Vậy cô hỏi chúng mình này, 61 thì gồm mấy chục và mấy đơn vị? Đúng rồi, số 61 sẽ gồm 60 và 1 đơn vị đấy. Chúng mình trả lời phần này rất tốt, cô khen tất cả các con. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 cũng yêu cầu các con là điền số. Các con hãy cùng quan sát phần A, phần B, phần C và phần D. Bên này chúng ta đã thấy phần đọc số rồi. Chúng mình sẽ viết số thích hợp vào mỗi dấu hỏi chấm nhé. 62. 62 chúng mình sẽ viết là gì nhỉ? Chính là sợi dây màu hồng này. 62 chính là số này. Và chúng ta viết 62. Các con cùng đọc lại nào. 62 được viết là 62. Tốt lắm. Tương tự, phần B 39 là sợi dây màu vàng sẽ nối đến số nào? Đúng rồi, chúng ta sẽ viết số này là 39 và đọc là 39 đấy. Phần C 100, chúng mình sẽ thấy sợi dây màu xanh sẽ dẫn đến số 100. Các con sẽ viết là 100 và chúng mình sẽ đọc là 100 các con nhé. Phần cuối cùng, phần D, số gồm 50 và 1 đơn vị, đó là số nào nhỉ? Đúng rồi, số gồm 50 và 1 đơn vị chính là số 51 đấy. Chúng mình sẽ viết là 51 và đọc là 51 các con nhé. Các con có làm giống cô không? Cô xin chúc mừng tất cả những bạn mà ra đáp án đúng giống như cô nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tập số 3. Bài 3 có yêu cầu như sau. Các con hãy tìm số thích hợp với mỗi ngôi sao. Các con hãy cùng đọc. Mỗi ngôi sao này sẽ có cách đọc những số đó nhé.
12. Đúng rồi, đây là 14. Đây là 11. Đây là 15. Và đây là 19. Và các con nhìn thấy, đây chính là một dãy gồm các số 11 này, 12, 13, 14, 15, 16, 17, đúng rồi, 18, 19 và 20. Bài toán đã gợi ý chúng mình mẫu 12 thì chúng mình sẽ nối với số được viết là 1, 2 như thế này nhé. Tương tự các con sẽ thấy 14 chúng mình sẽ nối với số nào? Đúng rồi, đó là số 14 và đọc là 14. Thế còn 11? Chính xác, chúng ta sẽ nối với số 11 ở đây nhé. Được viết là 11. 15 thì sao? Các con đã tìm thấy chưa? Chính xác, chúng ta sẽ nối với số 15 ở đây nhé. 19, các con đã tìm được chưa nào? Đúng rồi, đây chính là số 19 đấy. Các con sẽ nối với số 19. Các con ạ, như vậy là vừa rồi, chúng mình đã hoàn thành bài tập số 3 rồi đấy. Không để các con đợi lâu nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài tập số 4. Bài tập số 4 có yêu cầu như sau. Em hãy giúp Việt tìm số thích hợp cho mỗi mảnh ghép theo mẫu. Các con nhìn thấy, đây chính là một hình đã được ghép sẵn rồi. Nhiệm vụ của chúng mình là chúng mình tìm số thích hợp cho mỗi mảnh ghép theo mẫu nhé. Bài toán đã gợi ý chúng mình mẫu, đó là hình chữ nhật này chính là mảnh ghép số 4. Vậy chúng mình sẽ viết số 4 vào mảnh ghép hình chữ nhật nhé. Tương tự như thế, các con sẽ thấy hình tam giác này chính là mảnh ghép có số bao nhiêu nhỉ? Đúng rồi, các con nhìn thấy, đây chính là hình tam giác đó đúng không nào? Và đây chính là số 11 đấy. Tiếp theo, các con nhìn cho cô xem hình tam giác to hơn này sẽ mang số bao nhiêu? À, số thích hợp chính là số 75. Đúng rồi, các con sẽ viết 75 nhé. Hình này thì sao nhỉ? À, hình này sẽ mang số 30, chính là hình màu xanh đấy các con ạ. Và hình to nhất, hình cuối cùng này, chính là hình mang số, đúng rồi, hình mang số 100. Như vậy là vừa rồi, chúng mình đã giúp bạn Việt tìm được các số thích hợp cho mỗi mảnh ghép rồi đấy. Bạn Việt cảm ơn các con rất là nhiều. Chúng ta sẽ cùng đến với bài tập số 5. Bài tập số 5 của chúng ta như sau. Các con hãy trả lời hai câu hỏi A và B. Câu hỏi A là hình nào có 19 ô vuông? Câu hỏi B là hình nào có ít ô vuông nhất? Bạn robot đang loay hoay và chưa tìm được câu trả lời. Các con hãy giúp bạn nhé. Để tìm được hình nào có 19 ô vuông thì các con cần đi đếm xem mỗi hình này có bao nhiêu ô vuông nhé. Hình A có bao nhiêu ô vuông nhỉ? À, chúng mình cùng đếm với cô nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 và 20. Vậy hình này có 20 ô vuông. Các con tìm tiếp xem hình B có bao nhiêu ô vuông nhỉ? À, một số bạn đã đếm được rồi. 1, 2, 3, 4, 5 và 6 ô vuông. Thế còn hình C? Đúng rồi, chúng ta sẽ cùng đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 và 19.
vậy là có 19 ô vuông. Thế còn hình đê, hình cuối cùng của chúng ta có bao nhiêu ô vuông nhỉ? Các con cùng đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11 ô vuông đấy. Vậy các con đã biết hình nào có 19 ô vuông chưa? Hoàn toàn chính xác, đó chính là hình C. Các con trả lời là hình C có 19 ô vuông. Vậy theo các con, thì hình nào có ít ô vuông nhất? Các con sẽ cùng so sánh các số 20, 6, 19 và 11. Các con sẽ biết được hình nào là hình có ít ô vuông nhất đấy. À, rất nhiều bạn đã phát hiện ra, đó chính là hình B. Hình B có ít ô vuông nhất bởi vì 6 chính là số bé nhất trong những số này, đúng không nào? Các con giỏi lắm, cô khen tất cả các con. Và bạn robot cũng cảm ơn các con rất nhiều. Các con ạ, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô cảm ơn các con rất nhiều. Và các con lưu ý, về nhà chúng mình sẽ tiếp tục hoàn thiện các bài tập nhé. Và chúng mình vận dụng để chúng mình làm những bài tập tương tự nữa. Cô xin chào tất cả các con và hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo nhé. Cô xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đến với bài học tiếp theo trong chương trình Toán lớp 1. Hôm nay, cô trò chúng mình sẽ tiếp tục khám phá bài 24 Luyện tập trung tiết 2 các con nhé. Vậy hôm nay, chúng mình sẽ ôn tập những gì? Các con có tò mò không nào? Không để chúng mình đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với những bài tập ngay. Các con cùng quan sát trên màn hình, đây chính là bài tập số 1 đấy. Bài 1 yêu cầu chúng mình làm gì nhỉ? À, bài 1 có yêu cầu là chúng mình sẽ điền số thích hợp vào những dấu hỏi chấm ở đây các con nhé. Chúng ta cùng đến với phần A. Phần A, 10, 20 sẽ đến số nào các con nhỉ? À đúng rồi, đây chính là số 30. Các con có nhận ra đây chính là những số như thế nào không? Đúng rồi đấy, đây chính là những số tròn trục đúng không nào? 10, 20, 30, 40 và đây sẽ là chính xác 50, 60 đúng rồi đấy. Ngoài những số này ra thì chúng ta biết đến những số tròn trục nào nữa? Đó là 70 này, 80, 90 nữa đúng không nào? Giỏi lắm, cô khen chúng mình. Chúng ta cùng đến với phần B. Các con cùng đọc số ở phần B với cô nào? 1, 3, 5. À, chúng mình có nhận ra mỗi số trong phần B hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị không ạ? Đó chính là 2 đơn vị. 5 tiếp đến sẽ là 7. Đúng rồi, 7 chúng mình đếm thêm 2 là 9. 9 lại đếm tiếp, chúng ta sẽ thấy số này chính là 11. Chúng mình cùng đọc lại nhé. 1, 3, 5, 7, 9 và 11 đấy. Tương tự, chúng ta sẽ cùng đến với phần C. 80, 82, 84 thì đến số nào nhỉ? À, chúng mình đếm tiếp, chúng ta sẽ thấy đây chính là 86, 88, 90. Mỗi số này cũng hơn kém nhau 2 đơn vị đúng không nào? Các con giỏi lắm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần D. Các con cùng đọc số ở phần D với cô nhé. 5, 10 thì đến 15, 20, 25 và kết quả cuối cùng là 30. Hoàn toàn chính xác, cô khen chúng mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tập số 2 nhé. Các con hãy cùng theo dõi vào bài tập số 2. Phần A yêu cầu chúng mình tìm số lớn hơn trong mỗi cặp. Cặp thứ nhất là 54 và 18. Số nào là số lớn hơn nhỉ? Rất nhiều bạn đã có câu trả lời đúng. Đó chính là số 54. Vì sao? À, vì 50 thì lớn hơn 10 nên 54 sẽ lớn hơn 18 đấy.
Tương tự, chúng ta sẽ có cặp số tiếp theo 63 và 29. Theo các con, số nào là số lớn hơn? Đúng rồi, đó chính là số 63 đấy. Chúng mình cũng so sánh số chục trước đúng không nào? 6 chục thì lớn hơn 2 chục. Vậy đáp án đúng chắc chắn sẽ là 63 lớn hơn 29. Và 63 chính là số lớn hơn trong cặp số này đấy. Như vậy là vừa rồi, chúng mình đã biết cách để tìm số lớn hơn trong mỗi cặp. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng thử sức để tìm số bé hơn trong mỗi cặp nhé. Cặp đầu tiên là 70 và 61. Các con nhận thấy rằng 61 thì bé hơn 70 bởi vì 6 chục bé hơn 7 chục. Vậy đáp án đúng chính là 61 đấy. Tương tự, các con có tìm được 17 và 45, số nào là số bé hơn không? À đúng rồi, 17 chính là đáp án đúng. Bởi vì 17 có số chục là 1 chục, 45 có số chục là 4 chục. 1 chục thì ít hơn 4 chục, nên 17 cũng sẽ bé hơn 45 đấy. Vừa rồi, cô trò mình vừa ôn tập lại so sánh số có hai chữ số với nhau đấy. Cô tin rằng chúng ta có thể vận dụng và làm những bài tập có liên quan nữa nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tập số 3. Các con cùng theo dõi vào bài tập số 3. Ở bài tập số 3 này, yêu cầu chúng mình là tìm số lớn nhất, bé nhất trong các số sau: 31, 35 và 40. Theo các con, đâu là số lớn nhất? À, chúng mình dễ dàng nhận thấy rằng 31 có số chục là 3 chục, 35 có số chục là 3 chục và 40 có số chục là 4 chục. Vậy 4 chục chính là số lớn nhất trong 3 số này đấy. Đáp án đúng chính là số 40, là số lớn nhất trong 3 số. Thế còn số nào là số bé nhất trong các số trên? Chúng ta xét số 31 và 35. 31 bé hơn 35 bởi vì hai số này có số chục bằng nhau, nhưng một đơn vị thì bé hơn 5 đơn vị, nên 31 bé hơn 35. Vậy 31 chính là số bé nhất trong 3 số này đấy. Các con có tìm được đáp án giống cô không? À, rất nhiều bạn có đáp án giống cô đúng không nào? Chúng mình giỏi lắm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tập số 4 nhé. Bài tập số 4 như sau. Chú mèo nghịch ngợm làm rách tấm rèm. Tìm miếng rèm bị rách đó. Bây giờ chúng mình hãy giúp chú mèo tìm tấm rèm bị rách các con nhé. Các con đã tìm được chưa nào? À, chúng ta thấy rằng tấm rèm này có ghi các số từ 1 đến 49. Và phần bị rách này đang thiếu những số nào nhỉ? Đúng rồi, 8, 9 thì đến 10, 11. Vậy chắc chắn hai số này sẽ là 10 và 11 đấy. Bên dưới, 15, 16 thì đến 17, 18 này. Rồi bên dưới nữa, 22, 23, 24 và 25. Vậy các con đã nhìn ra phần nào chính là phần rèm bị rách chưa? Chính xác, đó chính là đáp án C đấy. Cô xin chúc mừng tất cả các con đã có câu trả lời đúng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tập tiếp theo là bài tập số 5 nhé. Bài tập số 5 có yêu cầu như sau. Em hãy giúp các bạn côn trùng lập các số có hai chữ số bằng cách sử dụng tấm thẻ trên bàn. Các con thấy rằng các bạn côn trùng đang có 3 tấm thẻ 8, 3 và 7. Nhiệm vụ của các con là chúng mình sẽ lập các số có 2 chữ số từ 3 tấm thẻ này giúp các bạn côn trùng. Chúng mình đã rõ nhiệm vụ chưa nào? Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đi thực hành ngay nhé. Đây, chúng ta có 3 tấm thẻ 8, 3 và 7. Tấm thẻ 8 này chúng mình sẽ chọn là tấm thẻ chỉ số chục. Như vậy chúng ta có thể ghép tấm thẻ này với tấm thẻ số 3 để chúng mình có số
83 là số có hai chữ số. Và chúng mình còn có thể ghép 80 với số 7 nữa đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ được số có hai chữ số là 87 đấy. Số 87 thì gồm 80 và 7 đơn vị. Số 83 thì gồm 80 và 3 đơn vị. Tương tự như thế, các con sẽ chọn số trục là 3. Khi số trục là 3, chúng mình sẽ có số đơn vị là 8. Chúng mình lập được số là 38. Thế còn số đơn vị là 7 thì chúng mình sẽ lập được số nào? Hoàn toàn chính xác, đó chính là số 37. Tương tự hai cách làm trên, các con sẽ chọn tấm thẻ số 7 là số chỉ trục. Vậy chúng mình sẽ thấy chúng mình ghép được với 3 và được số 73. Chúng mình cũng sẽ ghép được với số 8 thì chúng mình sẽ có số 78. 73 sẽ gồm 7 trục và 3 đơn vị. Còn 78 thì gồm 7 trục và 8 đơn vị. Với cách sắp xếp lần lượt này, chúng mình sẽ tìm được tất cả những số có 2 chữ số mà chúng mình xếp được đúng không nào? Các con cùng đọc với cô nhé. Đó là 83, 87, 38, 37, 73 và 78. Như vậy chúng ta có thể xếp được 8 số có 2 chữ số khác nhau được lập từ 3 tấm thẻ đúng không nào? Các con ạ, vừa rồi cô trò chúng mình đã ôn tập được rất nhiều những nội dung kiến thức bổ ích đấy. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô cảm ơn các con rất nhiều và hẹn gặp lại các con trong những tiết học tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại chúng mình. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.